Tuy nhận được sự giúp đỡ rất lớn của Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu thể hiện từ năm 1968. Việt Nam muốn cùng lúc giữ mối quan hệ nồng ấm với cả Moscow lẫn Bắc Kinh, trong khi mâu thuẫn Trung Xô đã lên cao. Trung Quốc muốn Việt Nam chỉ tiếp tục chiến tranh du kích có giới hạn chống Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam muốn tiến hành chiến tranh quy mô lớn để thống nhất đất nước. Hơn thế nữa, Trung Quốc muốn mình trở thành trung gian để Việt Nam đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam không chấp nhận và trực tiếp đàm phán. Năm 1972, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Nixon tới Bắc Kinh và thỏa thuận giữa Mỹ với Trung Quốc được Việt Nam xem là một sự phản bội. Năm 1974, Trung Quốc cho quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa đang được Việt Nam Cộng Hòa quản lý trong sự làm ngơ của Hoa Kỳ. Khi Việt Nam ngày càng có quan hệ chặt chẽ hơn với Liên Xô, thì Trung Quốc thấy mình bị đe dọa từ hai phía. Cùng với thực tế rằng, nước Việt Nam sau khi thống nhất đã trở thành một sức mạnh quan trọng trong vùng, làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Như vậy, nước Campuchia do Khmer Đỏ lãnh đạo chống Việt Nam đã trở thành một đồng minh quan trọng với Trung Quốc. Từ năm 1975, Trung Quốc bắt đầu cắt giảm viện trợ cho Việt Nam, đến năm 1978 thì cắt toàn bộ và rút hết chuyên gia về nước. Đáp lại, Liên Xô gia tăng viện trợ và cố vấn gửi đến Việt Nam. Năm 1978, Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị hợp tác với Liên Xô, trong đó, ngoài các điều khoản về kinh tế, văn hóa, hiệp ước còn có thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước. Tháng 12 năm 1978, sau những hành động tấn công và tàn sát dân thường liên tiếp của Khmer Đỏ, Việt Nam mở cuộc phản kích và tiêu diệt chính quyền Pol Pot chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Trước tình hình đó, Trung Quốc quyết định tấn công xâm lược Việt Nam với lý do dạy cho Việt Nam một bài học, theo lời của Đặng Tiểu Bình, nhưng mục đích chính là phân chia lực lượng quân đội của Việt Nam để giúp đỡ chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ. Trung Quốc vào thời điểm năm 1979 ước tính có khoảng 4,5 triệu quân. Tuy nhiên do phần lớn phải đóng ở biên giới phía Bắc để đề phòng Liên Xô, nên lực lượng huy động để tiến đánh Việt Nam chỉ có khoảng hơn 600.000 binh sĩ, cùng nhiều xe tăng, pháo, súng cối. Hải quân Trung Quốc chỉ sẵn sàng ở phía sau chứ không trực tiếp tham chiến, đồng thời phái một lực lượng đặc nhiệm đến quần đảo Hoàng Sa để phòng trường hợp Liên Xô can thiệp bằng đường biển. Không quân Trung Quốc cũng không tham chiến vì lo sợ lực lượng phòng không không quân thiện chiến và giàu kinh nghiệm của Việt Nam. Ngoài lực lượng quân chính quy, Trung Quốc còn huy động hàng trăm nghìn dân công và lực lượng dân binh ở các tỉnh biên giới để vận tải đồ tiếp tế, phục vụ. Với ưu thế về quân số và trang bị, các tướng lĩnh Trung Quốc tin rằng sẽ đè bẹp Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Về phía Việt Nam, thời điểm năm 1979 ước tính có khoảng hơn 600.000 quân chính quy. Nhưng phần lớn trong số đó đang chiến đấu ở Campuchia, nên phòng thủ Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chỉ có khoảng 100.000. Quân đội nhân dân Việt Nam được đánh giá là thiện chiến và giàu kinh nghiệm, có vũ khí khá hiện đại từ kho chiến lợi phẩm thu được của Mỹ và sự giúp đỡ của Liên Xô. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, lực lượng bộ binh Trung Quốc với khoảng 120.000 quân bắt đầu tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, mở đầu là pháo, tiếp theo là xe tăng và bộ binh. Tổng cộng quân Trung Quốc xâm nhập Việt Nam trên 26 điểm. Các khu vực dân cư Việt Nam chịu thiệt hại nặng nhất từ đợt tấn công đầu tiên này là Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và Móng Cái. Tiến nhanh lúc khởi đầu, nhưng quân Trung Quốc nhanh chóng phải giảm tốc độ do gặp nhiều trở ngại về địa hình và hệ thống hậu cần quá lạc hậu, phải dùng lừa, ngựa và người thồ hàng. Hệ thống phòng thủ của Việt Nam ở biên giới rất mạnh, với các hầm hào hang động tại các điểm cao dọc biên giới, do lực lượng quân sự tinh nhuệ có trang bị và huấn luyện tốt trấn giữ. Kết quả là Trung Quốc phải chịu thương vong lớn. Tuy nhiên, trong ngày đầu của cuộc chiến, quân Trung Quốc đã tiến được vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam hơn 10 dặm và chiếm được một số thị trấn. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 2, chiến sự lan rộng hơn. Quân đội Việt Nam kháng cự rất mạnh với tinh thần chiến đấu cao. Quân Trung Quốc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức sư đoàn mà phải dùng đội hình nhỏ và thay đổi chiến thuật. Địch tiến chậm chạp, giành giật từng đường hầm, từng điểm cao với quân ta. Sau 2 ngày chiến tranh, quân Trung Quốc đã chiếm được 11 làng mạc và thị trấn, đồng thời bao vây Đồng Đăng, thị trấn có vị trí then chốt trên đường biên giới Việt-Trung. Trận chiến tại Đồng Đăng bắt đầu ngay từ ngày 17 và là trận ác liệt nhất. Đây là trận địa phòng thủ của quân đội nhân dân Việt Nam. Tấn công vào Đồng Đăng có 2 sư đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng và 6 trung đoàn pháo binh Trung Quốc. Lực lượng phòng thủ Việt Nam không được chi viện, nhưng đã chiến đấu đến những người cuối cùng với quân địch đông hơn và hỏa lực mạnh hơn gấp nhiều lần, trụ được cho đến ngày 22. Trong số 700 bộ đội, dân quân và công an Việt Nam phòng thủ tại pháo đài Đồng Đăng, chỉ có đúng 6 người sống sót. Đến 21 tháng 2, Trung Quốc tăng cường thêm 2 sư đoàn và tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa. Ngày 22, các thị xã Lào Cai và Cao Bằng bị chiếm.
quân Trung Quốc chiếm thêm một số vùng tại Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Chiến sự lan rộng tới các khu đô thị ven biển ở Móng Cái. Về phía Việt Nam, cùng lúc với việc triển khai phòng ngự quyết liệt, khoảng từ 3 đến 5 sư đoàn gồm 30.000 quân cũng được giữ lại để thành lập một tuyến phòng ngự cánh cung từ Yên Bái tới Quảng Yên với nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng. Ngày 26 tháng 2, thêm nhiều quân Trung Quốc tập kết quanh khu vực Lạng Sơn, chuẩn bị cho trận chiến đánh chiếm thị xã này. Sau khi thị sát chiến trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam điều động quân đoàn 2 từ Campuchia về Lạng Sơn. Phi đoàn máy bay vận tải AN-12 của Liên Xô đã giúp Việt Nam tiến hành chuyển quân. Trong giai đoạn đầu từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc chiếm được các thị xã Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn. Các cơ sở vật chất, kinh tế ở những nơi này bị phá hủy triệt để. Tuy nhiên, do vấp phải sự phòng ngự hiệu quả cũng như có chiến thuật lạc hậu so với phía Việt Nam, nên quân Trung Quốc tiến rất chậm và bị thiệt hại nặng so với kế hoạch ban đầu. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 27 tháng 2, chiến sự tập trung tại Lạng Sơn nhưng giao tranh tại Lào Cai, Cao Bằng và Móng Cái vẫn tiếp diễn. Trung Quốc huy động một lực lượng lớn nhằm tiến chiếm thị xã Lạng Sơn. Mặc dù quân đội Việt Nam chống trả rất quyết liệt, thậm chí có những trận đánh đến viên đạn cuối cùng, nhưng Lạng Sơn vẫn mất vào tay Trung Quốc ngày 4 tháng 3. Đến đây, các sư đoàn chủ lực của Việt Nam có xe tăng, pháo binh và không quân hỗ trợ đã áp sát mặt trận. Những lực lượng ở Campuchia đã về tới nơi để tiếp ứng. Quân đội Việt Nam bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Nhưng đến trưa cùng ngày, Bắc Kinh tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân. Ngày 6 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị chấp nhận cho địch rút quân, nhưng luôn phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng đánh trả nếu chúng lật lọng. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rút quân, chiến sự vẫn tiếp diễn ở một số nơi, dân thường Việt Nam vẫn tiếp tục bị sát hại. Trong thời gian này, quân Trung Quốc còn phá hủy một cách có hệ thống toàn bộ các công trình xây dựng, từ nhà dân hay cột điện tại các khu vực chiếm đóng. Phía quân đội Việt Nam để trả đũa cũng đã phản kích, đánh vào các thị trấn, thị xã, huyện biên giới của Trung Quốc, sau đó lại rút về phòng thủ. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Việt Nam. Trước việc Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam vào năm 1979, Liên Xô tuyên bố ủng hộ Việt Nam và khẳng định sẵn sàng sử dụng biện pháp cuối cùng để bảo vệ đồng minh của mình. Ý định bảo vệ Việt Nam của Liên Xô là rất nghiêm túc, nhưng khi cuộc chiến vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Việt Nam, Liên Xô sẽ không can thiệp quân sự. Và mặc dù không có một tuyên bố chính thức nào được đưa ra, Việt Nam sẽ không nhờ Liên Xô can thiệp quân sự trực tiếp, bởi truyền thống lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam chưa bao giờ cầu viện nước ngoài giúp đánh đuổi ngoại xâm. Đổi lại, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam rất nhiều vũ khí, đạn dược. Đồng thời, để tạo áp lực lên Trung Quốc, Liên Xô đã thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật lớn nhất lịch sử gần biên giới Xô-Trung, trên lãnh thổ Mông Cổ và trên Thái Bình Dương, với hơn 200.000 quân cùng nhiều khí tài tham gia. Tại Liên Hợp Quốc, tranh cãi kịch liệt xảy ra xung quanh vấn đề an ninh ở Đông Nam Á. Hai sự kiện, Việt Nam đánh vào Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ và Trung Quốc đánh vào Việt Nam, cùng được đưa ra bàn luận. Hội đồng Bảo an bị chia rẽ sâu sắc. Hoa Kỳ tuyên bố trung lập và kêu gọi sự rút quân lập tức của Việt Nam khỏi Campuchia và Trung Quốc khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định rằng tuyên bố của Hoa Kỳ hàm ý việc Trung Quốc thâm nhập biên giới Việt Nam là kết quả của việc Việt Nam tấn công Campuchia và nước Mỹ ngầm đứng về phía Trung Quốc. Ngoài Hoa Kỳ thì đa số các quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ hành động quân sự của Trung Quốc. Liên Xô, Cuba và các nước khối xã hội chủ nghĩa lên án Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam. Cuối cùng, Liên Hợp Quốc không đi đến được một nghị quyết nào. Cuộc chiến kết thúc, Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chiến thắng, nhưng cả hai bên đều phải chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cuộc chiến để lại nhiều tác hại lớn cho phía Việt Nam, đặc biệt là nền kinh tế. Ngoài các thương vong về con người, tổn thất cụ thể về cơ sở vật chất hạ tầng ở 6 tỉnh biên giới, Việt Nam còn phải gánh chịu nhiều khó khăn, thiệt hại do thái độ và chính sách thù địch, vây hãm mà Trung Quốc và đồng minh của Trung Quốc gây ra trên các mặt trận quân sự, kinh tế, ngoại giao. Về lâu dài, cuộc chiến mở đầu cho hơn 10 năm căng thẳng trong quan hệ và xung đột vũ trang dọc biên giới giữa hai quốc gia, buộc Việt Nam phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới, gây hậu quả xấu đến nền kinh tế. Để đề phòng Trung Quốc, từ tháng 3 năm 1979, Việt Nam quyết định cho Liên Xô đóng quân ở cảng Cam Ranh. Về phía Trung Quốc, cuộc chiến đã tiêu tốn của nước này khoảng 1,3 tỷ USD và làm ảnh hưởng lớn tới quá trình cải tổ kinh tế. Mặc dù có quân số và hỏa lực áp đảo, thương vong của Trung Quốc cao gấp 4 lần Việt Nam.
Ngoài việc bám sát kế hoạch hành quân, rút quân và phá hoại các cơ sở kinh tế của Việt Nam, quân Trung Quốc không đạt được kết quả như mục tiêu ban đầu. Không tiêu diệt được sư đoàn nào của Việt Nam, không chấm dứt được xung đột vũ trang tại biên giới, không buộc được Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Sau cuộc chiến, Việt Nam nhiều lần đề nghị nối lại đàm phán về vấn đề biên giới, nhưng Trung Quốc vẫn một mực khước từ. Mãi đến năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã và Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, quan hệ giữa hai nước mới chính thức được bình thường hóa,